Chào các em, hôm nay tôi sẽ cho các em cùng du lịch lên sao Hỏa nha. Chúng ta sẽ lên trên sao Hỏa với các phi hành gia. Đầu tiên là chỉ có một tấm sticker về các phi hành gia và sao Hỏa nha các em. Hãy cùng chị lột cái tấm này ra để xem bên trong tấm sticker này gồm những gì nha. Rồi, chỉ có một câu chuyện như sau. Trung tâm NASA là trung tâm mà ở đó phóng tên lửa lên trên sao Hỏa thám thính một vùng đất lạ ở trên sao Hỏa. Đây, một chiếc tên lửa được thả lên. Trên chiếc tên lửa này sẽ bao gồm các phi hành gia trong một đoàn của chúng ta. Hãy cùng nhau ngồi trên chiếc máy tên lửa này và hạ phóng lên trên lên vũ trụ. Khi chiếc tên lửa được phóng lên trên bầu trời tới vũ trụ thì họ bắt đầu đặt chân xuống một vùng đất mới có tên là sao Hỏa nha các em. Sao Hỏa là một hành tinh chết không có sự sống. Theo nghiên cứu khoa học thì chúng ta phát hiện ra là trên đó không có sự sống, nhưng mà đặc biệt là cái đoàn thám hiểm này đã phát hiện được là trên hành tinh này là có một tồn tại một sự sống của một sinh vật đặc biệt, đó là người ngoài hành tinh, đó chính là biển báo cấm. Khi mà cái đoàn đó này đã phát hiện ra được và họ đã đặt chân xuống vùng đất này. Đây là các nhân vật trên đoàn phi hành gia của chúng ta. Xin chào các bạn, mình là đội trưởng của đoàn phi hành gia nha. Thế là cả đoàn đặt chân cùng đi thám hiểm hành tinh sao Hỏa. Oh my god, đặc biệt hơn nữa là họ đã phát hiện ra sự sống của người, một sinh vật kỳ lạ mang tên là sinh vật đặc biệt người ngoài hành tinh nha. Đây, đây là biểu tượng ngạc nhiên của phi hành gia. Sau đó thì anh đội trưởng đã huy động cho lực lượng tới những cái hành tinh khác xung quanh để thám thính xem còn có những sự sống ở trên ngoài vũ trụ này nữa hay không. Đây, đây là sao đại dương nha các em. Đây là đội trưởng đang chỉ huy các phi hành gia. Đó là anh ta đã phóng một chiếc máy bay đi sang hành tinh lân cận để thám thính nha. Đây, chiếc máy bay đó đây. Và họ đã đặt chân tới sao Hải Dương nha. Trên sao Hải Dương này là có toàn là nước, không cảm thấy sự sống. Và họ đã quyết định là họ dừng lại, stop, và dùng ống nhòm để quan sát cái hành tinh sao Hỏa mà lúc đầu họ đã đặt chân tới đây. Sau đó là họ đã cử một chiếc radar tự quan sát ở sao Hỏa. Thế là cả đoàn để cùng nhau lên chiếc tên lửa để về với trái đất và ghi lại cuộc hành trình nghiên cứu của mình. Đây, đây là cả đoàn 1, 2, 3, 4 người nha. Kết thúc cuộc hành trình nha. Các anh lên tên lửa về quay trở về trái đất. Đây, đây là chiếc tên lửa nè, mấy anh quay trở lại nha. Tình cờ trong chuyến đi thì đội trưởng có kể là phát hiện một chiếc đĩa bay của người ngoài hành tinh ở trên sao Hỏa, và anh ấy đã đặt một cái biển báo cấm trên sao Hỏa để cho người trái đất của chúng ta được biết.
và đây là một chiếc thuyền cam ráng gánh lồng rọc quay. Wow, đây là dòng chữ wow ngạc nhiên sau chuyến đi đó các em. Rồi đó là chuyến đi lên hành tinh sao hỏa đã thu gặt hái được khá là nhiều kết quả và nhiều thông tin nghiên cứu mới cho cả đoàn. Còn những hành tinh khác thì không cảm thấy sự sống nên cả đoàn đã làm một cuộc cứu khá là qua lo. Họ chỉ tập trung vào hành tinh sao hỏa thôi vì ở đây có phát hiện sự sống của một loại sinh vật ngoài hành tinh màu xanh lá cây nha các em. Về tới trung tâm NASA thì anh đội trưởng trong đoàn phi hành gia đã làm một bài báo cáo để gửi lên trên sách mình để họ có những cái đối sách nghiên cứu mới dành cho các nơi chuyến đi ghé thăm tiếp theo. Rồi video của chị đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bé đã theo dõi. Hẹn gặp các bé ở các video tiếp theo. Nhớ đăng ký và chia sẻ video của chị nha. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé.